Nếu thoát ra vùng an toàn dễ thì ai cũng giàu có rồi các bạn. Nếu thoát ra khỏi vùng an toàn dễ dàng thì ở trên đời nó không có cái quy luật 5 và 95. 5% người giàu có, người ta làm những cái việc họ chưa bao giờ làm, họ chưa bao giờ có được thoải mái thì họ sẽ thành công. Thì cứ tiếp tục, cái gì mình không biết mình cứ học rồi mình tiếp tục như vậy các bạn. Bạn hãy bỏ những cái thói quen cũ của các bạn, tại vì những thói quen cũ của các bạn nó làm cho các bạn không có giàu có, làm cho bạn không thành công. Những cái thói quen như là thói quen đi trễ, đi làm trễ, những cái thói quen ngủ dậy muộn, có thói quen thức khuya, những cái thói quen không đọc sách, những cái thói quen lười biếng, những cái thói quen không chịu tiếp xúc với người lạ, những cái thói quen gặp nhiều người thành công, người giàu, biểu môi họ. Ngon. Các bạn làm như vậy làm sao mà giàu có được? Hoặc là bạn thấy những người nào đi xe xịn, hay thấy đại gia cặp với lại chân dài, rồi bạn nói, ôi ông đại gia này xấu hơn mình. Rồi mấy ông chủ, bạn nói con nhỏ này nó dài, chân như dài vậy, chắc nó cặp đại gia để nó lấy tiền. Mày đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy các bạn. Rồi bạn nhìn vô những ông chủ nói, trời ơi ông chủ của mình dốt quá, không có tốt nghiệp đại học như mình. Ngày xưa mình cũng đã từng có những cái suy nghĩ như vậy. Ông không có tốt nghiệp đại học mà ông làm được như vậy. Mà mình lại người tốt nghiệp đại học mà mình làm không bằng ổng, thì bạn phải tự giả vô mặt các bạn đi là các bạn giỏi hơn họ, bạn có bằng cấp hơn họ mà bạn thua họ. Bạn phải tự thấy nhục với bản thân bạn, chứ đừng có suy nghĩ ngược lại các bạn. Đừng có thấy là tôi có tốt nghiệp đại học hay bằng cấp cao hơn, cao đẳng cử nhân gì đó, mà ông chủ của tôi nó học dốt mà nó làm chủ, thì bạn phải cảm thấy hơi nhục một chút xíu mới đúng. Chứ tại sao bạn lại đi sỉ nhục ông chủ của bạn? Nhục vì tại vì bạn trình độ cao hơn mà bạn không giàu có bằng người ta, trình độ cao hơn mà không thành công bằng người ta. Các bạn hãy nhớ lời mình nói. Các bạn hãy cảm thấy nhục khi mà bạn có bằng cấp cao mà khi bạn không thành công như người khác. Chứ đừng có thấy tự hào về bằng cấp cao mà không thành công. Cái đó nó chẳng cái gì tự hào hết các bạn. Các bạn học càng nhiều thì bạn bắt buộc phải giỏi hơn những người đó và bạn thành công hơn, bạn có nhiều tiền hơn họ thì nó mới là xứng đáng các bạn. Đó là xứng đáng với công sức mà bỏ ra bạn học. Chứ bạn học càng nhiều bạn càng nghèo và thua. Đó các bạn. Hãy làm những cái việc khác các bạn. những cái việc mà vượt qua những cái vùng an toàn các bạn. Hãy làm những cái việc nào bạn chưa bao giờ làm hết các bạn, để các bạn có được những cái sự thành công. Đừng có lấy bằng cấp của mình ra mà dọa những người khác. Bây giờ trên thế giới những cái công ty như Tesla, những công ty như Facebook với Google, Amazon, người ta không tuyển sinh dựa vào, không tuyển tuyển người lao động không có dựa vào bằng cấp đâu các bạn. Bạn có làm thật được việc hay không? Và bây giờ mình cũng tuyển nhân viên cũng vậy thôi các bạn. Bằng cấp của bạn thực sự không quan trọng, cái kinh nghiệm của các bạn á, mà các bạn có chịu làm hay không, có chịu học hỏi không, cái đó nó quan trọng gấp 10 lần với cái bằng cấp của các bạn. Bạn bằng cấp càng cao thì vô trả lương cho bạn càng cao, nhưng bạn không làm được việc cũng vậy thôi. Rồi video ngắn này mình hy vọng là các bạn hãy vượt qua vùng an toàn của chính bạn. Muốn gia nhập vào đội ngũ những cái người giàu đúng không? Thì tại sao bạn vẫn còn những cái thói quen của những người nghèo? Muốn gia nhập vào cái tầng lớp mà thượng lưu đúng không? Thì bạn còn sao mà bạn vẫn còn có những cái mà hành động và những cái suy nghĩ của những người lười biếng, những người lười nhác, những cái người nghèo khó ngoài kia. Thì làm sao bạn giàu có, bạn thành người thượng lưu được các bạn. Hãy sống một cách hào sảng, hãy cho đi mà đừng tính toán. Hãy cười tươi khi ra ngoài đường, chứ đừng có gặp ai cũng nhăn nhó. Và hãy làm sao sống để cho người khác thấy được bạn và người ta làm theo bạn. Hãy sống một cách hào sảng để cho bạn thành công và giàu có. Hãy trở thành người thượng lưu đi các bạn. Hãy trở thành người thượng lưu. Đừng có xăm xe những cái mà nhỏ nhặt đồ này nọ. Hãy bỏ những đức tính đó và thay đổi thói quen của các bạn thì bạn mới giàu có được. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau.